sanh giới, giữ giới thì mới có định, có định tâm thì mới có lòng từ bi, có lòng từ bi mới khai mở đạo hạnh và trí huệ. Để mà làm sao mà cho nhất tâm được? Nếu mình mà... tẩy sạch cái xác trần bên ngoài, mình buông bỏ tham sân si, phỉ báng tam bảo, phỉ báng nhà Phật, mình hãy quán tưởng lòng từ bi yêu thương các pháp vạn vật chúng sanh, quỳ lại Phật. Mình phải tu bên ngoài mình mới đưa vô trong được, còn nếu mà nói tu tâm sẽ bị loạn tâm. Là bên ngoài mình ăn chay không nên ăn mặn, nhưng mà ăn mặn cũng phải tùy duyên, ăn mặn với chay tùy duyên, nhưng mà có cái tâm là sám hối Phật để tiêu trừ bản ngã, đi chùa bố thí. Mình tu bên ngoài đưa vô cái thân tâm là tu thân tu tâm, gọi là tâm Phật mà khẩu Phật đó. Thường thường người ta nói là tâm xà mà khẩu Phật, khẩu Phật mà tâm xà, mà mình phải tu khẩu Phật tâm Phật thì Phật với trời với thánh tiên yêu ma quỷ quái các pháp vạn vật chúng sanh mới là đồng tâm tương ứng, là đồng tâm, là kết lợi, kết lợi thành một cái vui. Quen còn đi bán vé số. Dạ. Ừ. Bao nhiêu tuổi quen mới lập gia đình? Dạ, 19. 19 tuổi. Rồi quen thôi chồng mình lâu chưa? Dạ, thôi được một năm mấy. Rồi hai bé con mình thì ở trong chùa. Đừng nhắc thì nó cứ qua rồi. Rồi bỏ qua ha. À, đừng nhắc đến quá khứ nữa. Dạ thì cũng thưa chị Ben, làm sao để biết mình có bị hành căn không chị Ben? Dạ. Làm sao để nhận biết là mình có bị hành căn hay là không? Mình thấy mình biểu hiện lạ, múa tay múa chân, người giọng nói thì tướng đi lạ. Mỗi lần người ta điển về là nhốt tôi dưới cúng búng đó, là giọng nói bui xuống dưới đây, còn giọng nói điển đi lên trên cái khẩu, tặng người ta khai khẩu. À, người ta là ơn trên đó. Dạ. Lúc mà chị Quên cũng như là bị hành căn lên đó, là cũng như là thấy trong mình sao nó khác lạ như bình thường không? Thấy khác lạ, thấy sởn hết da gà. Sởn hết da gà xuống lưng luôn ha. Ừ. Mà có cái phần ngực nó mạnh lắm. Mạnh à. Nhưng mà chị Quên có biết là vô giá là ai vô? không muốn tiết lộ thiên cơ, chỉ là được điển của thiên đình ơn trên là được rồi. Chị có lời khuyên nào dành cho mấy người khác nếu mà bị hành căn giống như chị không? Thì hành căn phải sám hối, có tu tập thân tâm an lạc là được, mới giải được căn. Sám hối thân tâm an lạc. Dạ. Còn nếu hành căn mà cứ đi đâu này đâu kia mà không chịu mình tự mình sám hối cũng không hết cái nghiệp. Tự mình lễ Phật, tự mình sám hối. Ừ. Thì mới hết cái nghiệp. Vậy mình có cần phải ngồi thiền hay là có niệm Phật gì thêm không? Phải ngồi thiền nhưng mà phải nhiếp tâm bất loạn, niệm Phật thành tâm. À. Không được để cái đầu nó điên loạn tư tưởng phiền não dục vọng. Ừ. Không thôi ma dương dẫn dắt mình á. Buổi tối á, buổi tối có bị hành không? Tối sáng gì cũng hành, trưa 12 giờ cũng hành luôn. Tối sáng gì cũng có luôn. Như vậy thì mỗi khi mà mình muốn các vị vào sát mình đó là mình phải nhiếp tâm, là mình nguyện giấy, mình cầu xin hay là tự động các vị? Tâm định vào một chỗ. À. Đanh định về tưởng nghĩ về cái không á. Dạ. Là tấm mình, là tâm mình với thân này là nằm trong cái không, bởi vì các vị mới điển gì được. Ừ. Chứ không phải là các vị muốn vô là vô ha, muốn ra là ra ha, mình phải cầu, phải khấn vái. Dạ. À.
đi đứng nằm ngồi mình phải niệm, niệm trong tâm á, niệm Phật trong tâm thì mới có cái điển quang đó, cái luồng quang ở trong cái thân xác bao trùm thân xác mình hết luôn mà chúng sanh không có thấy, tại vì đâu có khai mở con mắt Phật trí huệ ra mà thấy, mà yêu ma quỷ quái nhìn thấy đó. Với lại các bậc A La Hán, các bậc Hiền Lương, các bậc Đại Thần Đại Thánh và các bậc có trí á, là các bậc cao nhân sẽ nhìn thấy. Chỉ có thấy cái biến hiện mình đi đó, người mà không có trí huệ là nhìn không có thấy, tại bị u minh che đậy. Còn người có trí huệ là một bậc cao nhân, là thiền sư cũng là ơn trên đưa xuống, nhìn là biết, nhìn là nhìn cái người đó thấy cái muốn mái là người ta biết. Mỗi lần mà chị Ven lên đó, chị Ven có nhìn thấy ai? Ma thì chưa có thấy, nhưng mà cảm giác thấy sao? Cảm giác thấy lạnh, hoặc là thấy cái gì đó tâm bất an, là có gì ma quỷ quái đó. Ví dụ mình thấy tâm an lạc đây, tự nhiên có luồng khí lạnh hay là cái gì đó gần mình thấy tâm mình, nó tim mình đập bình bịch là thấy lo sợ xong niệm Phật hết sợ luôn. Chứ chừng ma thì chưa có thấy, tại vì mình chưa có đắc đâu mà đòi thấy ma, chưa có khai mở con mắt Phật đâu mà sao thấy ma được. Phật cũng không có thấy nữa, là thấy trong cái du di. Thì lúc mà đi núi tới giờ thì mới thấy được cái việc gì đó làm. Cái tâm mình nè, cái tâm mình cảm nhận là cảm thọ đó. Chứ nếu mà mình thấy ma thấy Phật ở ngoài sát trần là mình điên đảo rồi đó. Tu mà thấy ma thấy Phật biến ở ngoài là không phải rồi đó, bị loạn tâm đó. Trong tâm mình an lạc là có Phật nè, thiên đàng địa đàng ở đây nè, địa ngục cũng ở đây, thiên đàng ở đây. Muốn tạo thiên đàng địa đạt là hội Long Hoa cũng tại đi luôn. Bây giờ là hội Long Hoa nè, không phải là hội Long Hoa sao? Hội Long Hoa là tụ họp lại, bây giờ hội Long Hoa là nhỏ đó, mai mốt lớn nữa đó. Bây giờ là tiểu Long Hoa thế ha, sau này là đại Long Hoa hả? Hội Long Hoa là tổ chức ngay các pháp Ta Bà Ha nè. Cái lúc quãng đường từ lúc nãy mình đi lên, cảm giác hay sao? Dạ. Thấy trong lòng nó là sao? Thấy nó an lạc là có Phật tụ về đó, có Phật điển về, mà nhiều các chư vị Phật ở trên thiên đỉnh đó điển về, không phải là điển cho mình thấy là đẹp hay xấu hay là cao hay thấp. Điển là tâm mình an lạc là có Phật, tại vì Phật định, Phật là một bậc giác trí tuệ, là một bậc giải thoát. Mình tâm mình an lạc là mình đồng tâm tương ứng, là mình với Phật là một, chúng sanh và Phật cũng là một, tại vì Phật có trí tuệ, có lòng từ bi đạo hạnh mới tu đắc quả thành Phật. Còn mình là chúng sanh chưa thành Phật nhưng sẽ thành Phật. Chị Phan về dùng núi trước này rồi mình có dự định là sau này mình về núi ở luôn không? Tại vì thường ta thấy các vị mà tu hành hay hoặc là bằng căn này kia rất là thích ở núi non á. Mình có cảm nghĩ đó không? Có cảm giác đó không? Tùy duyên hành pháp. Gì hả? Để ơn trên sắp xếp đi, giờ mình tính không bằng Phật tính. Tại vì má 10 ở thành phố Hồ Chí Minh á thì có xem rất là nhiều cái video của các bạn, thấy thương cái hoàn cảnh của chị Ven. Không có chỗ ở ổn định thì má 10 cũng có một cái đất ở núi với cái căn nhà, thì cũng muốn chị Ven về đó ở tu tập, nếu mà chị Ven thích thì sẽ ở đó tu coi như là đến giải thoát luôn, coi như là cho đức luôn. Không phải, còn bà ngoại gì sáu cái nhà thì sao? Rước bà ngoại lên luôn, cho bà ngoại tu luôn. Không, bà ngoại không chịu đâu. Yeah. Bởi vì phải là tùy duyên. Yeah. Cái nhà dưới bà ngoại thấy tùy nghiệp có dột hết rồi. Bây giờ là mình... mình trốn lên đây ở rồi, bà ngoại để dưới mưa dột ngoại lạnh. Vậy là thích ở gần bà ngoại ha, dưỡng phụng dưỡng bà ngoại luôn ha. Yeah. Để báo hiếu ha. Yeah. Khi mà bà ngoại có bản thần thì lúc đó cũng tính tiếp ha. Yeah. Là cái nguyện vọng là cũng còn bà ngoại để chăm lo cho bà ha. Yeah. Ở dưới có cây bồ đề dưới nó đó. Mốc ngồi thiền với cây bồ đề đó. Cây bồ đề mọc chiếc sang nhà luôn hả? Dạ. Cây bồ đề lớn đó, quý ha. Nơi nào mà có cây bồ đề mọc là nơi đó. Mà không biết sao tự nhiên lại có cây bồ đề, hay là bà ngoại chồng cũng không biết nữa. Hay là tự mọc. Mà nếu chồng đâu phải là dễ chồng nữa.
gặp chị Phan đây, Phú hỏi gì, Phú hỏi đi Phú. Phan ơi, bây giờ là mấy anh em YouTube á, rất là đông anh em trở lại đây và biết quen hiện giờ đi về núi đó. Thì quen có một cái lời nào để mà lời thơ pháp nào đó để nhắn nhủ cùng với anh em YouTube cùng với bà con không Phan để tu hành tinh tấn á. Yeah. Tu hành phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm bất loạn. Niệm Phật thành tâm, thân tâm an lạc, trở về tánh không. Tất cả là không. Bây giờ là mình đang vướng bởi sắc trần, nhưng mà nhắm mắt lại là sẽ trở về không. Nhưng mà trong cái không là có du di, có định, có giới định tệ. Giữ giới là không sát sanh hại mạng, không tà dâm u uế dục vọng, không phỉ báng tam bảo, không phỉ báng nhà Phật, yêu thương các pháp vạn vật chúng sanh. Giới, giữ giới thì mới có định, có định tâm thì mới có lòng từ bi, có lòng từ bi mới khai mở đạo hạnh và trí huệ. Mình tẩy sạch cái xác trần bên ngoài, mình buông bỏ tham sân si, phỉ báng tam bảo, phỉ báng nhà Phật. Mình hãy quán tưởng lòng từ bi, yêu thương các pháp vạn vật chúng sanh, quỳ lại Phật. Mình phải tu bên ngoài mình mới đưa vô trong được. Còn nếu mà nói tu tâm sẽ bị loạn tâm. Là bên ngoài mình ăn chay, không nên ăn mặn, nhưng mà ăn mặn cũng phải tùy duyên. Ăn mặn với chay tùy duyên, nhưng mà có cái tâm là sám hối Phật để tiêu trừ bản ngã, đi chùa bố thí. Mình tu bên ngoài đưa vô cái thân tâm là tu thân tu tâm, gọi là tâm Phật mà khẩu Phật đó. Thường thường người ta nói là tâm xà mà khẩu Phật, khẩu Phật mà tâm xà. Mà mình phải tu khẩu Phật tâm Phật thì Phật với trời với thánh tiên, yêu ma quỷ quái, các pháp vạn vật chúng sanh mới là đồng tâm tương ứng, là đồng tâm, là kết lợi thành một cái du di trí tuệ. Bục sáng là che đậy các pháp vạn vật chúng sanh, các pháp ta bà ha, yêu ma quỷ quái loạn hành là quỷ dương, là chúng sanh phối hợp là để đấu với quỷ dương. Quỷ dương là tà ma ngụy đạo, là tham sân si, không có lời ăn tiếng nói làm cho các pháp chúng sanh tỉnh thức, là quỷ dương đó. Quỷ dương phá ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lúc còn hành đạo, đắc quả thành vị Phật ở cõi Bồ Đề, ở Ca Tỳ Qua Lễ. Bây giờ là cũng như thay vì trong cái tâm mình tốt mà bà con cũng vẫn còn ăn mặn chúng sanh á, vậy có sau này có được kết quả tốt không vậy? Mình phải tập ăn chay. Tập ăn chay. Nếu mà chưa bỏ được mặn hẳn thì phải tập ăn chay. Khi nào mà mình tập ăn quen rồi, cái khẩu miệng của mình quen rồi, thì mình đưa cái mặn vào thân tâm của mình. Thân tâm khổ ý đó là sắc thân người phàm, đưa cái mặn ra. Nhưng mà không nên phỉ báng cái đồ mặn, vì đồ mặn làm cho chúng sanh tỉnh thức hoàn thiện tâm hồn. Vì có đồ mặn chúng sanh mới bào thai kiếp nẻo sanh lão bệnh tử, bánh xe lên tiểu pháp, đưa chúng sanh vào ngự trên hư không thế giới Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ăn chay không được phỉ báng Phật, ăn chay cũng không được phỉ báng những thú vật á, là nghiệt xúc vạn vật. Nghiệt xúc vạn vật là chúng sanh ở đây nè, nhưng mà tại u minh tái sanh kiếp nẻo sanh lão là có tay có chân có mắt mũi nè, đâu có biết mình là thú đâu. Anh hỏi cái khi mà mình ăn chay mà chị chia sẻ là mình mà để tránh là lắm, là mình nhất tâm mà được thì bằng cách nào? Thứ nhất chị thì mình phải ăn chay. Mình muốn có tâm thanh tịnh mà mình ăn mặn sao mà ăn lạc nổi. Tại vì chúng sanh vạn vật là ta đây, là ta đang khai khẩu tiếp dẫn ở đây. Mình phải đưa cái đồ lạc vô thì mới kinh thiết được, mới hạ cái nhiệt xuống. Cái nóng là của sự giữ, là bao trùm, là quỷ dương. Quỷ dương với Phật là bạn, nhưng Phật hơn ngài quỷ dương, là vì Phật có đạo hạnh từ bi giác ngộ trí tuệ. Còn quỷ dương cũng có thần lực mạnh là tiền tài của cải, danh thực tài sắc, đưa chúng sanh vào ma đạo. Nhưng mình vẫn yêu thương ngài quỷ dương, tôn kính ngài quỷ dương, không vì Phật mà bỏ cả quỷ dương. Bây giờ muốn phối hợp lại cho quỷ dương nguội lợi tu theo Phật luôn, là đưa quỷ dương lên chức
lên chức tu tập luôn. Không có bọc, không có gì tu Phật mà phải gắn quỷ dương. Quỷ không có quỷ dương thì làm sao giải thoát? Không có quỷ dương thì làm sao chúng sanh giác ngộ tu tập, giác ngộ thành Phật, giác ngộ Tây Thiên Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật? Nhờ sự quỷ dương cám dỗ các pháp vạn vật chúng sanh, cám dỗ Phật A Di Đà, Hoán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Như Bồ Tát, các bậc thiện lưng tơ trên thiên đình thì mới có tỉnh thức và tu tập tinh tấn. Cho nên mình phải biết yêu thương quỷ dương, yêu thương vạn vật, địa ngục, địa đàng, thiên đàng cực lạc. Nam Mô Di Đà Phật. Quá hay, quá hay. Quá hay, quá hay. Coi như là nhờ các pháp của quỷ dương mà chúng ta mới tiến lên hóa lên Phật đạo được. Đúng rồi. Nhờ coi như là những pháp đó là pháp hành, pháp thử để mà cái người tu phải trải qua những cái như thế thì mới đắc được đạo, luôn cả Phật ngày xưa cũng vậy. Vậy được rồi, hết duyên rồi. Yeah, nói Phật. Phát âm nhiều quá làm chúng sanh bực phân dân. Yeah, cảm ơn phần sáng của em Ben hôm nay hồi đủ duyên lành thì những cái tác YouTube các bạn mấy người không kể tên hết được tại vì mới biết thì cũng chưa có rành. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Gần 1.000 mà con đang xem trực tiếp Ven đó để nghe những cái lời pháp đó. Ven có thể kết thúc chương trình tặng một cái lời thao pháp cho bà con không Ven? Hiện giờ đang xem trực tiếp khoảng gần 800 người. Là điển gì nữa hả? Dạ, một đoạn ha. Coi như là thỉnh điển á. Dạ, thỉnh điển của các thầy. Giúp anh vô cứu đi chị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vậy chúng sanh ơi, chúng sanh nhất định sẽ thành Phật. Chúng sanh các pháp gian và chúng sanh các bậc thiên đình A-la-hán ngày một thiên nhiên là đồng đạo thôi. Chúng sanh ta đi, thân thiện yêu của ta ư, nhất định các bậc thầy sẽ thành Phật. Được rồi đó, hết duyên rồi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Chúng sanh sẽ thành Phật. Coi như là nói đang ngắn gọn vì là không có không chia giai cấp, tất cả đều là đồng đạo, đều là bạn của Ven và Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Dạ, Nam Mô Đà Phật.